Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Cuộc sống nhiều khi bất công, bắt cô gái xinh đẹp này phải chịu nhiều uất ức. Đã phải tóc váy kiếm tiền, nuôi em trai thay mẹ thì thôi, mà lại còn bị lão bạn trai già của mẹ tặng cho một quả bầu đáo để. Thật quá là khổ. Cùng Hà lắng nghe câu chuyện này các bạn nhé. Tóc vàng xinh đẹp này đã chấp nhận mọi thiệt thòi về mình, thậm chí phải sập sình sập luôn cái sàn với người lạ, chỉ để thằng em trai có cuộc sống như nó mong muốn. Dù sống trong cảnh khốn cùng, nhưng nữ chính vẫn tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ đợi cô phía trước. Cô gái làm vũ công trong một câu lạc bộ và mẹ cô Mona nằm sống xoài trên ghế dài cùng với bạn trai của bà, Trích. Lâu lơ đi làm về, giấu vội tiền vào tủ, rồi quay ra chuẩn bị bữa ăn sáng cho thằng em trai A lo trước khi đi làm. A lo vẫn cảm ơn Chúa trước bữa ăn như thường lệ. Lâu lơ lái xe cùng người bạn thân nhất của cô, Babina, khi họ đi làm. Ban ngày, Lâu lơ làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tạp hóa cùng Babina. Trong khi họ đang tính tiền, bạn trai của cô Man Achi đến quầy thu ngân và móc bọc bạn gái ít tiền lẻ mà khách để lại. Thay vào đó, anh ta cung cấp cho Lâu lơ một ít thuốc, thứ mà cô đang cần. Vô tình đọc được trang quảng cáo về một trường nghệ thuật dành cho trẻ em, cô đã nghĩ đến em trai của mình và muốn đăng ký cho cậu ta. Man Achi sau đó cùng cô đi uống một ít bột trắng cùng nhau. Như đã hứa, cô đã cho em mình đi bơi. Cô tích cực kiếm tiền ở câu lạc bộ vào ban đêm và đi ngủ lúc 3 giờ sáng, thì mẹ cô bắt gặp. Bà ấy hỏi cô đi đâu vào ban đêm, và khi Lâu lơ né tránh câu hỏi, bà cảnh báo rằng Chúa luôn theo dõi cô ấy ở mọi nơi. Mona tin rằng Lâu lơ đã trở nên tội lỗi kể từ khi cô rời xa nhà thờ. Nghĩ rằng mình là kẻ thất bại, người mẹ chỉ yêu cầu cô đừng kéo em trai xuống cùng. Một cách tự tin, Lâu lơ khẳng định rằng cô ấy không phải là người làm điều đó với A-Lo. Cô bị mẹ chất vấn nên khẳng định cô không phải là người ngược đãi em trai mình. Căm giận, người mẹ chỉ mong chồng cũ đưa Lâu lơ đi cùng khi anh ta bỏ rơi họ. Lâu lơ ăn trộm tại chính cửa hàng cô làm việc. Mona trang điểm đậm, tham dự một buổi học kinh thánh và cung cấp đồ ăn nhẹ cho những người tham dự. Trong số đó có Nancy, người hỏi về các con của cô, họ trao đổi và mời ở lại. Mona từ chối vì cô tin rằng những đứa trẻ học tại nhà sẽ thông minh hơn nhờ điều này. Nancy thì tin rằng, con trai cô sẽ không trở thành ngôi sao bóng chày nếu cậu học tại nhà. Cô ấy khoe rằng con trai sẽ là con trai, khiến Mona khó chịu. Người phụ nữ thậm chí còn đề cập rằng cả gia đình cô ấy sẽ tham gia buổi học, vì vậy cô ấy tự hỏi liệu bạn trai của Mona có tham gia cùng họ hay không. A-Lo thích trang điểm và cô ấy đã giúp cậu ta, mẹ họ giận dữ lên khi phát hiện ra điều đó. Điều này khiến A-Lo sợ hãi nên bỏ chạy. Lâu lơ đe dọa mẹ cô không được đối xử như vậy với em trai cô, nhưng Mona phản bác rằng con gái cô đang dẫn dắt con trai cô. Cô vỗ về A-Lo và giúp cậu ta đi ngủ. Sau khi em trai ngủ, Lâu lơ đến làm việc tại câu lạc bộ với tâm trạng nặng trĩu. Muốn chuyển ra ngoài sống cùng anh trai nhanh hơn, Lâu lơ hỏi đồng nghiệp của cô, đi, cách kiếm được nhiều tiền hơn. Người phụ nữ khuyên cô nên đưa khách hàng vào phòng sau, điều mà Lâu lơ chưa từng làm trước đây. Ý tưởng này khiến Lâu lơ sợ hãi, vì vậy đi đảm bảo với cô rằng chỉ cần cô làm những gì khách hàng muốn, thì cô sẽ kiếm được tiền. Với nhiều do dự, Lâu lơ chiêu đãi một khách hàng tại một trong những phòng riêng. Cô tuân theo mệnh lệnh của anh ta và thậm chí còn cởi bỏ áo cánh của mình. Thật may mắn cho cô, mọi chuyện không đi quá xa nên cô lấy tiền của anh ta và rời đi. Lâu lơ vẫn cảm thấy lo lắng về cuộc gặp gỡ, nên đã dùng một ít thuốc để bình tĩnh lại trước khi quay lại khiêu vũ trên sân khấu. Lâu lơ cùng bạn trai hút thuốc bên ngoài cửa hàng, mặc dù anh lo lắng liệu cô có nên quay lại trước khi người quản lý bắt gặp cô, hay không. Cô phớt lờ khiến bạn trai nhắc cô rằng cô vẫn cần tiền cho trường nghệ thuật mà cô muốn đăng ký cho A-Lo. Về đến nhà cô nghe thấy Mona đánh A-Lo vì thích những thứ nữ tính. Babina đề nghị để Lâu lơ và A-Lo đến ở cùng cô, bạn trai của cô thể hiện sự ủng hộ của anh dành cho họ. A-Lo gắn bó với mẹ của Babina, Pearl, người rất vui khi có đứa trẻ ở bên. Man Achi an ủi Lâu lơ, anh thừa nhận rằng việc cô thiếu tình cảm với anh khiến anh cảm thấy tội lỗi. Họ tranh cãi và điều này khiến người đàn ông bỏ đi. Lâu lơ lại ăn trộm đồ trong cửa hàng. Babina nhìn thấy cô làm việc đó nhưng cô chỉ cảnh báo bạn mình hãy cẩn thận. Hành vi trộm đồ trong cửa hàng của cô khiến cô bị sa thải. Ơn rất ấn tượng về việc A-Lo chuẩn bị bữa ăn nên A-Lo kể rằng chị gái anh đã dạy điều đó, rằng Lâu lơ là bạn thân nhất của anh. Khi biết các con đang ở nhà Pearl, Mona yêu cầu các con về nhà, hứa rằng cuộc cãi vã của họ hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Họ về đến nhà và thấy Man Achi đang đợi bạn gái, nhưng Lâu lơ từ chối nói chuyện với anh. Lâu lơ nghĩ rằng tất cả những gì anh ấy quan tâm là vì muốn sập sình sập cái sàn với cô, rằng cô từ chối trải nghiệm lần đầu tiên với một người sẽ làm điều đó với bất kỳ ai. Man Achi lập luận rằng cô khiêu vũ vì tiền, nhưng cô từ chối ngủ với bạn trai của mình.
cô đi ra ngoài gặp Mona tại câu lạc bộ nơi cô làm việc. Người mẹ buộc tội cô đã bắt cóc con trai mình, khẳng định cô không đủ tốt để nuôi dạy nó. Thậm chí không để Lola nói, bà ấy bỏ đi. Lời nói của bà khiến Lola bận tâm, nên nhờ Didi chở cô về nhà sớm để chăm sóc em trai mình. Aloy nhờ chị gái đón con chó vì anh nhớ nó. Lola đã lẻn về nhà vào tối hôm đó. Cô ấy vào phòng để lấy một số thứ, Trích đã bắt gặp và dồn cô ấy lại. Người đàn ông tận dụng cơ hội để lợi dụng cô, khiến Lola bật khóc trước trải nghiệm đầu tiên khủng khiếp của mình. Cô vội vã quay lại nhà Babina và gục ngã. Khi bình tĩnh lại, cô đánh thức em trai và nói cô đã nhặt được con chó của họ. Lola muốn có một số chất, nhưng bạn trai chối đưa cho cô. Tuyệt vọng, cô đề nghị ngủ với anh ta để đổi lấy, nhưng người đàn ông từ chối đạt được điều mình muốn theo cách đó. Và rồi đưa thuốc cho cô nhưng khẳng định rằng họ đã hết thuốc trước khi bỏ đi. Cô thức dậy và thấy em trai dán nhãn dán lên người để cổ vũ cô. Cậu tuyên bố chuẩn bị cho cô vì hôm nay là sinh nhật thiên thần hộ mệnh của cậu. Babina nghe thấy và hỏi họ dự định làm gì để ăn mừng. Cậu yêu cầu bánh quế và bộ ba ăn sáng tại quán. Cô đi làm vào chiều muộn hôm đó mà không biết rằng mẹ cô đã đến nhà Babina đưa Aloy về. Mona thậm chí còn cạo tóc Aloy và nhấn mạnh rằng từ nay cậu phải là một đứa con ngoan. Aloy bị choáng ngợp với diện mạo của mình nên bỏ chạy và không may đã bị một chiếc ô tô đâm. Lola đưa khách hàng đến một trong những phòng riêng để cung cấp dịch vụ. Cô đã từ bỏ sự dè dặt về cơ thể của mình sau trải nghiệm với Trích. Cô cũng tự đảm bảo rằng điều này là vì tương lai của em cô. Chẳng bao lâu, Lola phải nhập viện, bàng hoàng trước những gì đã xảy ra với em mình. Mona nhanh chóng đổ lỗi cho cô về cái chết của Aloy. Lola gục ngã trước thi thể của em trai. Không thể chịu nổi, cô vội vàng dùng thuốc khi đến nhà Babina. Người bạn thân nhất của cô cố gắng an ủi cô, nhưng Lola nhận thấy Man Achi vẫn chưa đến thăm cô. Man Achi đến nhưng Lola chỉ muốn chất từ anh. Anh ấy khuyên không nên làm điều này vì nó đang hủy hoại cô. Cuối cùng cả hai đã qua đêm cùng nhau, nhưng chỉ để Man Achi đảm bảo rằng cô ấy ổn. Cô làm xét nghiệm và biết rằng mình đang mang thai. Cô kinh hoàng khi nghĩ về cha đứa bé. Man Achi đón Lola để cô tham gia một nhóm hỗ trợ, thực hiện lời hứa với Babina. Nhiều tháng trôi qua, mối quan hệ của cô với Man Achi nảy nở khi anh hỗ trợ cô trong suốt thai kỳ. Babina cũng giúp cô chuẩn bị sinh con, mặc dù cô rất buồn vì Lola dự định rời thị trấn trước khi đứa con của cô chào đời. Để trang trải cuộc sống, Babina cũng quay trở lại làm việc tại cửa hàng tạp hóa và mọi thứ bắt đầu có vẻ hy vọng hơn đối với Lola. Tuy nhiên, cô vẫn thắc mắc về mẹ mình nên một ngày nọ, cô hỏi xem gần đây bạn cô có gặp Mona không. Babina nói rằng cô ấy làm vậy ở nhà thờ, khiến Lola tự hỏi liệu Mona có cầu nguyện cho cô ấy không. Khi cô mang thai được 6 tháng, nhân viên tư vấn của nhóm hỗ trợ khuyến khích cô bắt đầu chia sẻ trong buổi trị liệu của họ. Lola e ngại về điều này và họ đồng cảm với cô ấy, lưu ý rằng cô ấy cũng cảm thấy do dự trong vài tháng đầu tiên. Lola kinh hoàng trước lời chế giễu của mẹ mình và gọi bà là người kinh khủng. Mona tức giận khi biết Trích là cha đứa bé, nhưng điều khiến cô tức giận hơn là lẽ ra cô phải là người bế đứa con của Trích. Lola không tin rằng mẹ của cô không quan tâm đến những gì bạn trai đã làm với cô, vì vậy cô nói với Mona rằng ít nhất cô sẽ đảm bảo rằng con mình sẽ cảm thấy được yêu thương. Sau khi bà rời đi, Babina an ủi bạn mình, người quyết định không bao giờ gặp lại mẹ cô nữa. Trong thời gian làm việc tại câu lạc bộ, Didi và các vũ công khác đề nghị chia sẻ những lời khuyên của họ với cô, điều này Lola đánh giá rất cao. Trong buổi nhóm hỗ trợ tiếp theo và cuối cùng, Lola cũng cởi mở với những người bạn đồng hành của mình. Cô chia sẻ cô chưa bao giờ cảm thấy mình có mẹ nên cô hứa sẽ không mắc sai lầm, như Mona đã làm với cô. Cô khóc khi nói lời tạm biệt với Man Achi và Babina để chuẩn bị rời thị trấn. Lola thừa nhận rằng cô không thể sống sót nếu không có người bạn thân nhất của mình, vì vậy cô cảm ơn cô ấy vì mọi thứ. Khi bỏ lại quá khứ phía sau, Lola tự đảm bảo rằng không ai sinh ra đã bất lực và rắc rối. Cô ấy biết rằng cô ấy trở thành con người, như hiện tại là nhờ cả những người bạn đã giúp đỡ cô, và những người đã làm tổn thương cô. Việc gánh vác những hạnh phúc và khó khăn đó trong suốt cuộc đời vẫn là việc của cô. Vài năm sau, cô âu yếm nhìn con gái mình cưỡi ngựa quay vui vẻ với Man Achi bên cạnh. Với cuộc sống mới mà họ đang cùng nhau tận hưởng, giờ đây Lola biết rằng cô xứng đáng có cơ hội thứ hai trong đời, và cơ hội thứ hai để mang đến cho ai đó một cuộc sống tốt đẹp hơn những gì cô đã có khi lớn lên. Cảm ơn các bạn đã xem tóm tắt phim của kênh. Nếu thấy hay, hấp dẫn, vui lòng cho mình một like và đăng ký để đón xem những tóm tắt phim khác hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tóm tắt phim sau.